Vâng, xin trân trọng chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, phía trước mặt chúng ta là kính gia hội Trường Tiền, đầu cây cầu gia hội cho quý vị và các bạn. Chúng ta nhìn qua đây là đường Phan Đăng Lưu, tức là ngã giữa. Trước đây từng có tên là đường Phan Bội Châu. Đây là đường Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba. Ở đây chúng ta thấy có một mẹ già thường hay gánh chuối, một cái gánh rất là nặng. Mẹ, cháu mẹ gánh nặng gì à? Nặng hè, cái gánh của mẹ chắc phải gần 30 cân. Dạ? Hơn 30 cân. Rồi mẹ lên đây khi mấy giờ? Mời lên. Mới lên à? Mẹ bán được bao nhiêu ít rồi? Mẹ bán được một nải, hai nải gì vậy? Một nải, hai nải, giờ chứ mẹ đừng gánh đi mô. Gánh cây quánh bán. Cài có quánh chữ hả? Dạ rồi à. Đây là toàn chuối cho mẹ hết. Ừ. Cô mua toàn đâu. Mẹ ăn sáng chưa? Mẹ bán nải. Mẹ ăn rồi. Mẹ ăn chưa? Con mời mẹ tô bún. Thôi mẹ ăn rồi. Mẹ ăn rồi à? Dạ. Mẹ sáng đi ăn chi? Ăn chào gạo. Chào gạo hả? Chào gạo đỏ à? Dạ, chào gạo đỏ ăn tốt. Chuối mẹ lấy cho mỗi bao nhiêu đi mẹ? Lấy không chờ. Chờ. À, đông chờ đông ba đông đi hả? Bây giờ phải không quánh mùa lại. Dạ. Mẹ gánh quánh chờ, quánh đường đây hay là vô chờ lại? Đường thường mẹ hãy ngồi câu con tiên á. À, dạ. Mẹ còn nhớ con không? À, còn mấy lần là chuyện với mẹ rồi đó. Dạ. À, cần cầu cần tiền. Dạ. Tiền thì nữa mua một vài là chuối để giúp cho mẹ gánh nhà hết. Dạ. Chào mẹ, bữa nay cũng nổi tiếng đó, gánh chuối của mẹ nhiều ba con thấy lắm. Ở nước ngoài á. Dạ. Con người họ thương mà điều họ dạ. Chọc. Họ dạ. Đi mẹ gánh nó ở cho được 10 năm nữa. Dạ. Mẹ tầm ba rồi mừng bé ở thêm 10 năm nữa trình ba mà mẹ trở lại lại. Mẹ năm nay tầm ba rồi. Mẹ trả lời lại nói mẹ á, mẹ tuổi già rồi. Dạ. Tuổi đi là đi được rồi. À. Mà chưa có một bậc. Em nghe nói mẹ 10 năm rồi đến giờ mẹ tiêu rồi. À. Mẹ là mẹ Lê Thị Sáng. Dạ. Ở dưới chợ Mai. À. Chợ Mai. À, hôm nay có một anh tên là Phú Nguyễn có gửi cho mẹ 50 đô. Dạ. Qua tài khoản PayPal trực tuyến của con á. Dạ. Con nhận về là được 1.60.000. Dạ, đây là 1.60.000 mẹ ơi. Dạ, đây là quà của anh Phú Nguyễn gửi cho mẹ. Dạ, sáng đi mẹ có lọc sớm mẹ ấy. À. Mẹ vui không? À, vui, mẹ chỉ cảm ơn dạ. anh Phú Nguyễn. Anh Phú Nguyễn. Ở bên Mỹ á. Dạ. Dạ. Mẹ cảm ơn anh Phú Nguyễn. Dạ. Dạ, quan tâm tới mẹ, xin mẹ cảm ơn. Dạ. Chừng đi là băng mẹ đi bán mấy ngày? Tại lý là bán nhiều khi cả tuần nè. Cả tuần được chừng đi mẹ? Dạ. À, ngày mô về bà tiêu cho cháu ngày dạ. Nào mẹ ăn rồi. Dạ. Dạ, chúc mẹ khỏe. Được rồi, cảm ơn anh rồi, sao hai vợ chồng. Dạ, dạ. Quan tâm tại mẹ, mẹ xin cảm ơn hai cháu. Dạ, dạ, cảm ơn mẹ. Dạ, chúc mẹ sức khỏe. Rồi. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi đã qua cho mẹ Sáng, mình và Thủ Quỷ đi thưởng thức bún bò Huế tại chợ Đông Ba. Còn mẹ già bảo vệ số chưa ăn sáng. Mẹ nói mẹ chưa ăn đây. Mẹ mời mẹ tô bún luôn. Mẹ ấy. Dạ. Mẹ ăn bún chi? Bún chi được à? Dạ. Thường mẹ thích ăn bún chi để con gọi. Mẹ ăn bún bao cho mẹ. Mẹ ăn bún bao xe. Dạ.
Ông mẹ muốn ngồi phía trong ở xe này. Dạ. Dạ mẹ ăn sáng chưa? Chưa. Dạ mời mẹ ngồi ăn sáng. Chưa. Mời mẹ ăn thứ bún. Không. Mẹ ăn bún à? Được đâu. À mẹ ăn được mẹ đâu? Dạ. Ăn chào gà. Ăn chào gà thôi à? Dạ. Mẹ ăn chào gà chưa? Chào cân mời về. À vậy chào cân mời lên. Mẹ ơi chị chào cân đó hả? Dạ chờ mẹ lên đây. Dạ thô. Dạ thô à? Ờ, thôi chờ lên đây lại mấy chút. Thầy. Hai chút nha. Dạ mẹ ở chợ căng ở chỗ mô. Mẹ ở đuổi chợ căng á. Ở gần chợ không? Hả? Gần chợ không? Không. Cũng gần chợ rồi. Mẹ tên chi mẹ? Hả? Mẹ tên chi? Trần Thị Lương. Trần Thị Lương hả? Dạ. Mẹ năm đến 70 rồi. Hả? Mẹ năm đến 70 tuổi rồi. Nói chi mẹ nữa. Mẹ năm đến bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ mẹ 100 con rồi. 100 hơn thôi à? Mẹ ở với ai? Với cháu. Cháu à? Vì chơi căng có ai biết mẹ không? Con bảy đứa con chị thiệt. Bảy đứa con chị thiệt luôn á? Ừ. Không con ai nữa là mẹ? Con ở với cái thằng chỗ nồi thôi. Con mẹ là mất hết rồi à? Ừ. Mất hết cả bảy người luôn hả? Ừ. Con mẹ đang chết hết. Rẹt á? Dạ. Đi kinh tế và rẹt á? À sụt rẹt, đi kinh tế mới và sụt rẹt. Chào mẹ tôi ấy. Đi lên nửa bây giờ thì em cho và ăn. Một ngày mẹ kiếm khoảng được bao nhiêu? Cho tiền đồ được. Một ngày mẹ kiếm khoảng được bao nhiêu? Họ cho được khoảng bao nhiêu tiền? Một khi 3 tấm, một khi 2 tấm. À dạ. Dì ở chợ căn có ai biệt mẹ không? À. Dì ở chợ căn họ có biệt mẹ không? À, biết. Biết mà. Ờ, người làng biết, người quen mới biết. Người quen mới biết à? Dạ. Rồi mẹ ở cái làng mỗi gì cho cân á? Ờ, được chắc là gia họ phạt đứng cứ đó. Nhà chị, nhà ở mô, nhà mẹ ở cái địa chỉ là mô. Gia đứng cứ đó. Nhà chị? Nhà chung cư. Gia đứng cứ. Dân cư chung cư hả? Mình à, chung cư họ phạt hả? Ờ. Vì chợ cân làm chứ có chung cư. Vì chợ cân không có chung cư. Ờ, không. Ờ, nơi chỗ. Hương Sơ. À, Hương Sơ, Hương Sơ. Khu quy hoạch Hương Sơ. Ờ, Hương Sơ là họ làm 4-5 cái lâu dài kìa. Ờ, khu chung cư Hương Sơ, mẹ nhớ cái dạy nhà của mẹ không? Ờ, biết chứ. Phòng chi, phòng mẹ. Ừ. Phòng mẹ, số phòng của nhà mẹ. Mẹ cũng biết rồi. Cho nên họ phát cho mình nữa mà mình ở đó. Mẹ biết đó. Mẹ em biết rồi. Một căn dọ dọ. Cháu mẹ tên chi? Cháu á. Dạ. Cháu Nghĩa, Hồ Văn Nghĩa. Hồ Văn Nghĩa. À, đại diện anh Uyên và chị Hiếu gửi tặng cho mẹ 500 ngàn. Mẹ ơi, thì gặp mẹ đấy á, thì cũng tình cờ cho nên là cũng đại diện cho anh Huyền và chị Hiếu ở bên Mỹ á. Dạ, gửi tặng cho mẹ là 500 ngàn, gọi là quà để cho mẹ mua gạo, mua thức ăn bán mẹ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Huyền và chị Hiếu. Rồi, thêm một trà, anh. Mẹ gọi bò chứ đi. Bò đi là bò nồi hả? Bò nồi. Dạ. Mẹ ăn cho điểm mẹ nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn mẹ. Một cô đi bao nhiêu anh? Cô 30 à. Cô 30 à? Dạ. Rồi mẹ bán đi bật lướt mẹ có về không? Không về nhà thôi hả? Ở nhà mẹ ở mô. Dạ, chung cư Phù Hầu. À, chung cư Phù Hầu. Dạ. Dạ, ra đây mẹ quý danh là chi? Nguyễn Thị Lời. À, Nguyễn Thị Lời, dạ. Mẹ năm nay là 76 tuổi à? 76 tuổi. Mẹ hằng ngày bán vé số ở đây à? Dạ, bán chờ thôi. Dạ, ăn đi mẹ, dạ, dạ. Mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, dạ. Ăn ngon mẹ. Mẹ hay ăn quán đấy không? Dạ, sáng mẹ hay ăn chi? Dạ, dạ. Mẹ chị ăn mẹ. Bữa trưa là mẹ ăn được bao? Dạ. Không được ăn được là mấy? 15 ngàn. 15 ngàn. Dạ. Mẹ ăn được 15 ngàn. Bạn muốn đây lâu mau rồi. Bụng chắc yên rồi. Nhìn tôi bụng. Nghe cái mùi bụng khá là thơm.
là bò này là bánh đôi huyết mềm chả heo. Mê thấy tôi buồn đến ngon không? À ngon à. Ngay trung bình khoảng 50 cái đấy à? 50 là 60 cân nhiều nhất rồi. Đủ tiền cơm mê. Dạ. Bây giờ là mê bạn xong, bạn hết thương lắm. Thương à, bạn 4 giờ tôi nghỉ. 4 giờ chiều. 4 giờ chiều nghỉ. Dạ. Dạ mày ăn đi, dạ. Nó lâu là tiền tỷ thôi. Dạ, con gửi mày 50 ngang mày đi xe ôm. Đi lên nữa là chiều đi về. Dạ. Một chuyến nữa là 20 ngàn. Dạ dạ. Dạ rồi. Túi xá. Dạ rồi, mày đi bán cho nó cái thứ. 90 em. À, ba tô 490 ngàn. Buồn à. Ở thời. Mà áo thơi mới có thể áo thơi mà ánh. Đây đó là áo này đẹp đẹp nữa đó. Quá làm quay cái mặt cái áo thơi. Chị thơi chứ. Chị thơi. Em thấy bụng Huế răng ngon không? Ờ hả? Em ở Sài Gòn ra hả? Còn Nam hả? Ờ ra. Đây ta gặp áo thơi tí. Ta tưởng áo thơi ra có tại áo thơi mà áo thơi mấy giày thi đi đây. Đây có phải áo thơi không? À bên kia đây. Dạ. Yeah. Chào ông thời. À đây mà chỉnh ông thời này. Dạ. Yeah. Một ngày ông bạn khoảng 100 tô không ông? Chẳng biết chừng nữa bạn hết tới đi mua thêm nữa. À dạ được ạ. Chờ cái nồi bún ngon chưa? Khoảng bên bạn từ mấy giờ tới mấy giờ? 6:30 á. Khoảng 11 giờ còn bạn không? Dạ không, cỡ 9:30 là nhà cũng. À. Dạ. Cái khoảng mình nằm ở gần cái cầu Gia Hội luôn á chị ha. Sau lưng Gia Hội. Dạ, sau lưng cầu Gia Hội. À, gọi là quán áo thơi thì đó là gọi theo cái tên quán. Còn chị thơi đây cũng còn trẻ vui. Dạ. Dạ. Tôi gọi chị thôi. Dạ. Yeah.